Hôm nay TV25 chia sẻ review một cái máy cắt cỏ mới mua cho mọi người, để chia sẻ với mọi người tham khảo và có thể là mua để sử dụng. Cho mọi người một cái dòng máy mà hiện giờ đang gọi là gây sóng gió ở trên các nền tảng mạng xã hội. Cho mọi người là một cái máy gọi có thể nói là khủng long bạo chúa của hãng Kawasaki, đó là TJ53E. Cho mọi người một cái máy là có cái dung tích xi lanh đến là 53 cc, và cái piston nòng thì nó 44 mm. Nha mọi người, một cái máy có thể nói là công suất siêu mạnh, mà hiện nay thì nhất là những anh thanh niên có sức khỏe thì hay chọn cái dòng này. Mọi người, cái máy này thì nó nặng hơn máy hưu nha mọi người, nó đến 10 kg lận đó, nên là cái người mà sử dụng cái máy này là phải có sức khỏe mới mới cày nổi mọi người. Và cái máy này thì mình mới mua là 5,8 triệu nha mọi người, mua chỗ quen biết nha, 5,8 triệu có bảo hành bảo dưỡng đàng hoàng nha mọi người đó. Và để đi với cái máy mà công suất lớn như thế này thì phải cần một cái cần đánh cỏ, là một cái cần là phải chuẩn nha mọi người, một cần phải lớn đây. Và củ chuối thì xài củ chuối của hô nha mọi người đó, và cần đây mọi người thấy đây. Và đây là cái cò ga, một cái thiết kế rất là đẹp mọi người, có cái nút là điều chỉnh ga luôn mọi người đó. Đây cần này là của có tem là Moto Yamaha Pro nha mọi người, đây mọi người thấy này đó, Kawasaki TJ53E nha mọi người. Nếu cái cụ máy này mà ráp cần với cái cần khác để mà yếu hơn thì giá thành nó rẻ hơn nha mọi người. Đây theo yêu cầu mình thì ráp với cần mà là cần dày và chắc vẫn thì nó giá thành nó cao hơn, nên mới đến 5,8 triệu. Cái này thì cái dòng máy này thì nó có nhiều cái ưu điểm lắm mọi người. Nói chung là máy đánh khỏe này và không có tiêu hao nhiên liệu nha mọi người. Tuy là nó hơi nặng nhưng mà nó rất là lợi hại, nó thách thức các loại cỏ nha mọi người. Và được thiết kế là một cái theo một cái mẫu mã, cái dáng rất là đẹp nha mọi người, rất là chuẩn luôn, mạnh mẽ. Và đồ chính hãng thì nó không có cái nút chỉnh chỉnh ga nha mọi người, không có chỉnh gì hết đó. Đó đây mọi người, đây là bộ ri nha. Rồi mình chỉ review sơ sơ để bà con tham khảo một cái dòng máy mà hiện giờ rất là được là bà con làm nông ưa chuộng, và đặc biệt là giới trẻ nha mọi người, gọi là những anh thanh niên có sức khỏe thì rất là chuộng cái máy này. Cái máy này thì nó có thể nói là nó hiện giờ là bán rất chạy, bán còn chạy hơn máy Huvina luôn mọi người. Cái máy này ở tại địa bàn của mình đây nhiều nhà sử dụng lắm, và có nhà sử dụng là 2 năm rồi mọi người mà nó vẫn là ok mọi người. Nhưng cái dòng trước, cái dòng TJ45 nha mọi người, còn cái dòng TJ53 này thì cũng mới đấy thôi. Rồi ok, thì hôm nay mình chỉ review sơ thôi, và bây giờ mình sẽ khởi động máy lên cho mọi người, cho bà con cùng nghe tiếng máy nha, thử nó có như thế nào nha. Đúng là cái dòng máy hai thì này nó nổ là nghe cái tiếng giống như máy chiếc su xì bo rồi mọi người. Đây mình sẽ lên ga cho bà con nghe này. Ôi
Ok, để mình mua mình xài thử nó có bền hay không. Rồi mai mốt mình lên vườn mình đánh cỏ mình review cho bà con xem nha. Bà con cứ yên tâm sử dụng cái dòng này cực mạnh luôn. Nhưng mà phải có sức cho mọi người, nói chung là nó cái trọng lượng nó hơi nặng tí. Đánh là đánh ok lắm, nói chung là đánh không có cảm giác mà bị dùng máy nha mọi người. Đánh là đi gà vừa vừa thôi chứ chưa đi gà lớn, nếu mà đi gà lớn là chắc nổ cỏ luôn. Nói chung là một cái con máy gọi là khá là ok cho mọi người. Nhưng mà không biết cái độ bền nó như thế nào, nhưng mà trước mắt mình thấy công suất của nó và cái sức mạnh của nó đánh cực kỳ khỏe luôn. Tiếng máy là như là ngót, rất là ngót luôn mọi người, giòn máy, ngót máy, đánh như là rất là mượt luôn. Tại vì là hồi giờ là mình là còn ít đánh cỏ nha mọi người, lâu quá không cầm cái máy đánh, đánh nó hơi lập chụp. Ở trước nhà này cỏ tốt quá, nhưng mà mình đánh như vậy là ok rồi mọi người. Đánh nó quen máy là mà đánh ok, hồi trước đánh máy nó nhẹ. Thôi tới đây thì chào tất cả bà con cùng anh chị em nha. Hẹn gặp lại anh chị em ở video tiếp theo. Chúc mọi người luôn luôn hạnh phúc và thành công cuộc sống.